Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, tuần 10. Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số gấp 1 số lên 1 số lần. Phép chia hết, phép chia có dư. Sách giáo khoa môn toán lớp 3 dành cho buổi học thứ 2. Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 34 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu là tính rồi viết theo mẫu. Như vậy mẫu ở đây ta cho này, 27 chia cho 4 này. Thì các em thấy 2 không chia cho 4 lấy 27. 27 chia 4 thì được 6 này. 6 x 4 24, 27 trừ 24 bằng 3. Như vậy thì đây sẽ bằng 6 và dư 3. Được chưa? Mình giờ sẽ áp dụng cái mẫu này để thực hiện hai phép chia ở đây nhé. 48 chia 7 thì các em nhẩm xem. 4 không chia cho 7 phải lấy hai chữ số là 48. 48 chia 7 thì được 7 không? 7 x 7 49, lớn hơn rồi. Như vậy chỉ được gì? 6 thôi đúng không nào? 6 x 7 là 40, 42. 48 trừ 42 này thì còn dư mấy đây? Dư 6 này. Xong chưa? Như vậy thì 4 8 chia cho 7 sẽ bằng mấy? Bằng 6. Và dư gì? Dư 6. Được chưa? Đấy, bằng 6 và dư 6 nhá. Ok. Rồi, phép tính tiếp theo. 53 chia cho 8 thì các em lại nhẩm. 5 không chia được, lấy 2 chữ số. 53 chia 8 được 6. 7, 8, 56. Không được. Như vậy chỉ được mấy? 6 thôi đúng không nào? 6 nhân với 8 là 4. 48. 53 trừ 48 này, 13 trừ đi 8 thì bằng mấy? 5. Như vậy 4 là trả hết đúng không nào? Như vậy đây sẽ còn được gì? Được 6 và dư 5. Các em viết 53 chia 8 bằng 6 và dư mấy? Dư 5. Được chưa? Xong nhá. Rồi, sang các phép chia tiếp theo. 39 chia cho 6 này. 39 chia 6 thì chỉ được mấy thôi? 6. 6 x 6 3 36. 39 trừ 36 thì chỉ dư gì? 3. Vậy thì 39 chia cho 6 bằng 6 và dư 3. Xong. Tương tự 78 chia cho 9. 78 chia 9 được 9 không? 99 81 không được, chỉ được 8 thôi. 8 x 9 là 7, 72. 78 trừ 72 thì còn mấy? 6. Vậy 78 chia 9 bằng 8 và dư mấy? Dư 6. Xong. 26 chia cho 5. 26 chia 5 sẽ được 5. 5 x 5 là 2, 25. 26 mà trừ 25 thì còn dư 1. Vậy 26 chia 5 bằng 5 và dư mấy? Dư 1. Ô văn kê. Xong bài số 1. Sang bài 2. Người ta hỏi là điền cái số nào? 30 mà gấp 3 lần. 30 gấp 3 lần tức là 30 chúng ta nhân cho mấy? Nhân cho 3. 30 x 3 tức là 30 x 3 thì bằng 9 gì?
90. Xong. 30 thêm 3 đơn vị. Thêm thì mình sẽ dùng dấu gì? Cộng. Cộng thêm 3. 30 mà cộng với 3 là 3. 33. Xong nhé. Rồi. 17 gấp 5 lần. Tức là mình phải lấy 17 nhân cho gì? Nhân cho 5. Đúng không? 5 x 7 35. Viết 5 nhớ 3. 5 x 1 là 5. 5 thêm 3 là 8. Như vậy đây sẽ là 8. 85. Rồi. 17 thêm 5 đơn vị. Tức là 17 cộng 5. 7 với 5 12. Viết 2 nhớ 1. 1 này. Thêm 1 là 2. Như vậy sẽ là 2. 22. Ok. Sang bài 3. Quãng đường từ nhà Sơn đến thị xã dài 14 km. Quãng đường từ thị xã đến thành phố thì dài gấp 4 lần quãng đường từ nhà Sơn đến thị xã. Hỏi quãng đường từ thị xã đến thành phố dài bao nhiêu? Các em chú ý nè. Từ thị xã mà đến thành phố thì gấp 4 lần cái quãng đường nhà Sơn này. Đúng không nào? Vậy thì mình sẽ lấy này, quãng đường nhà Sơn là 14 này. Nó gấp lên mấy? 4 lần thì chúng ta nhân cho 4. Xác định được phép tính dựa vào câu hỏi để trả lời. Hỏi quãng đường từ thị xã đến thành phố dài bao nhiêu? Thì chúng mình sẽ trả lời quãng đường từ gì? Thị xã. Từ thị xã đến thành phố. Từ thị xã đến thành phố. Ta hỏi dài bao nhiêu km? Ta ghi dài số km là. Được chưa? Ô văn kê. Như vậy đây sẽ là 14 x 4. Các em có thể nhẩm hoặc đặt phép tính tùy thích. 44 16 với 6 x 1. 4 x 1 là 4, thêm 1 là 5. Như vậy sẽ là 5. 56 km. Và đến đây chúng mình ghi cho thầy đáp số bao nhiêu? 56 km. Rồi, bài số 4. Đúng thì sẽ ghi chữ đ và sai thì sẽ ghi chữ s này. Mai có 25 quyển vở, Mai tặng cho mỗi bạn 4 quyển vở. Hỏi có mấy bạn được Mai tặng vở và còn lại mấy quyển? Biết rằng số vở còn lại của Mai phải ít hơn số vở của mỗi bạn được tặng. Đúng không nào? Vậy các em thấy này. 25 quyển này. 25 này. Mà mấy bạn? 4 bạn, tức là mình sẽ lấy 25 chia cho mấy? Chia cho 4, đúng không nào? 25 chia cho 4 thì chỉ được mấy rồi? 6. 6 x 4 2, 24. Vậy thì 25 trừ 24 thì bằng 1. Như vậy ta có này. 25 chia cho 4 thì bằng 6 và dư mấy? Dư 1. Vậy thì mỗi bạn này. Đây thầy sẽ ghi rõ nhé. Mỗi bạn sẽ được mấy? 6 quyển. Đúng không? 6 quyển này. Và Mai sẽ còn dư mấy? Mai sẽ còn dư mấy đây? Dư 1. 1 quyển. Rồi. Vậy thì chúng ta lấy cái dữ liệu đây này. Để chúng ta làm câu A. Có 5 bạn được Mai tặng vở và Mai còn lại 5 quyển, đúng không? Sai. Phải có mấy? 6 bạn. Như vậy đây là sai. Câu B này, có 6 bạn được tặng vở và Mai còn lại 1 quyển, đúng không? Đúng nè. Đó. Rồi. Sang bài số 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu A này. Phép chia nào sau đây
có thương là lớn nhất. À, như vậy thì muốn biết anh nào là có thương lớn nhất thì chúng ta làm sao? Thực hiện những phép tính này thôi. 21 chia 3 thì bằng 7 rồi đúng không nào? 70 chia cho 8 này thì các em nhẩm ra hoặc là đặt phép tính nhé. Rồi chúng ta sẽ lấy giấy nháp để chúng ta đặt cái phép tính này ra, xem thương của các anh này bao nhiêu. 70 chia cho 8. 70 chia cho 8 thì chỉ được mấy? 8864 đúng không nào? 64. Như vậy anh này sẽ được là 8 và dư mấy? Dư 6. Đúng chưa? Anh này sẽ có thương là 8 dư 6. 54 chia cho 9 thì được mấy? 6. 19 chia 2 thì được mấy? 8 và dư mấy đây? Dư 1. Đấy. Như vậy thì chúng ta nhìn đây, anh nào lớn nhất? Anh này này, 8 này, 8 này. Nhưng số dư đây là 6 này, số dư đây là 1. Vậy thì phép chia B đây này sẽ có thương lớn gì? Lớn nhất nhá. Đấy, chú ý cái này nha các em. Rồi. Câu B, phép chia nào sau đây có số dư là bé nhất? Thì chúng mình cũng lại làm tương tự như câu A vừa làm. Chúng ta cũng phải làm sao? Tính kết quả của các phép tính này. Rồi chúng ta cứ đặt ra giấy nháp. 38 mà chia cho 4. 38 chia 4 thì được mấy? 9. 94 36. Như vậy đây còn dư 2. Bằng 9 dư 2. Đúng nào? Phép chia này sẽ bằng 9 này, dư 2 này. 64 chia cho 7 là được 9. 97 63 đúng nào? 9 nhưng mà dư mấy? Dư 1. 29 chia 6. 29 này các em chia cho 6 thì chỉ được mấy? 4 thôi đúng không? 46 24. Như vậy đây được 4 và dư 5. Anh này thì được 4 dư 5. Rồi. 43 chia cho 5. 43 chia 5. Được mấy? 8, 8, 5, 40. Vậy còn dư gì? Dư 3. Vậy thì đây được 8 và dư 3. Đấy, được 8, dư 3. Rồi, như vậy mình đã có kết quả này. Ta hỏi đây là gì? Có số dư bé nhất. Này, số dư này, dư 2 này, dư 1 này, dư 5 này, dư gì? Dư 3. Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta phải xét tới cái gì? Số dư bé nhất này, là số dư là 1 này. Vậy thì đây chính là phép tính B nhé. Ok chưa? Nhớ nghe ta hỏi là số dư chứ không hỏi thương như câu A. Rồi. Và đến đây thì chúng ta đã hoàn thành được cái tiết số 2 của cái tuần này. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này các em nhé.